Thưa quý vị, trong bản tin tối qua thì chúng tôi đã đề cập đến câu chuyện khổ sở của những người dân sống giữa lòng khu công nghiệp Tằng Lỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hàng loạt sai phạm môi trường vẫn liên tiếp xảy ra để khiến cho chúng ta phải đặt dấu hỏi là nguyên nhân từ sự đánh đổi lợi nhuận của các doanh nghiệp hay từ sự quản lý còn nhiều bất cập của các cơ quan chức năng. Bức tranh môi trường ở Lào Cai vì thế mà vẫn còn nhiều mảng tối. Khói vẫn xả, bụi vẫn bay kín trời. Doanh nghiệp này khắc phục, doanh nghiệp khác lại vi phạm. Thực tế thì cái khó khăn hiện nay trong công tác quản lý môi trường của khu công nghiệp là về cái cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp thì cũng chưa được đầu tư đầy đủ, chưa được hoàn thiện, nên là cái công tác giám sát các cái nguồn thải của các cái doanh nghiệp trong cái khu vực này là cũng là một cái vấn đề khó khăn. Năm 2011, tỉnh Lào Cai quyết định thành lập khu công nghiệp Tằng Lỏng có diện tích hơn 1.100 ha. Hiện khu công nghiệp đã thu hút 32 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 18 nhà máy, xí nghiệp, công ty thuộc 26 dự án đi vào hoạt động theo các nhóm ngành nghề sản xuất hóa chất, chế biến khoáng sản, luyện kim. Tuy nhiên, việc xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất lại bỏ quên đầu tư cho môi trường đã dẫn đến hệ lụy hàng loạt các nhà máy tại khu công nghiệp mặc dù đã đi vào vận hành nhưng lại thiếu báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cách xử lý quen thuộc nhất của địa phương là thiếu thì phạt. Mà chọn những cái thiết bị, cái công nghệ nó cũ kỹ, nó lạc hậu rồi thì tôi nói là để mà xử lý được môi trường rất khó và rất tốn kém. Doanh nghiệp lợi dụng vì lợi nhuận để mà người ta đầu tư nó không đến nơi đến chốn, hoặc là người ta đầu tư nhưng mà không vận hành. Để cải thiện ô nhiễm, tỉnh Lào Cai đã đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung đi vào vận hành thử từ tháng 7 năm 2017. Nhưng hệ thống này mới chỉ thu gom cho 11 dự án. Các dự án còn lại đang đợi đấu nối về nhà máy xử lý nước thải số 2 đang trong quá trình xây dựng. Chính điều này đang gây nhiều bất cập. Trạm này thì được thiết kế với công suất là 3.000 mét khối trên ngày đêm. Và trạm thì sử dụng công nghệ, đây là công nghệ xử lý hóa lý kết hợp với hóa lý bậc 2. Tất cả các số liệu của quan trắc tự động ở đây thì chúng tôi đã được xử lý đạt chuẩn và sau đó thì sẽ được gửi về Sở Tài nguyên Môi trường. Thêm một nguy cơ khác nằm ở khâu quản lý chất thải rắn công nghiệp của các nhà máy. Bình quân cả năm là hơn 1 triệu tấn chất thải rắn, song chỉ được lưu chứa trong khuôn viên nhà máy và khu vực đất trống trong khu công nghiệp hoặc được dùng san lấp mặt bằng. Do vậy, khi trời mưa, các chất thải hòa tan vào nước, thẩm thấu xuống đất hoặc chảy ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước. Trên thực tế thì phần lớn là các cái nhà máy thì hiện nay là chưa tái chế được cái chất thải rắn. Cho nên là mà theo dự án và theo báo cáo đánh giá môi trường thì lại là phải tái chế ngay. Mà trong khi đó là khu công nghiệp cũng không quy hoạch cái khu tập kết và xử lý chất thải rắn tập trung. Cái lượng chất thải rắn nó tồn lại ở các cái nhà máy khá lớn. Sau một năm, mặc dù đã có nhiều nỗ lực để giải quyết vấn đề trên, nhưng xem ra những cố gắng của chính quyền địa phương và các sở ban ngành chức năng vẫn chưa thực sự đem lại nhiều hiệu quả. Những cái tên như Tằng Lỏng vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân.